tập quán. Đây. Chúng tôi xin giới thiệu, đây là cao vật nghèo một của nữ do Triệu Anh Thu Thái Nguyên đai đỏ nữ Nguyễn Thị Thơm Hà Nội khu xanh thế hậu. Xin mời hai đô vào giữa sớm. Con này. Hai đô nghe lệnh chặn tài chống xe đài. Hai đô giải nam giải nhất nam Ngô Thành Tân ở Vĩnh Phúc khối đỏ, Ngọc Nguyễn Sĩ Thu Bắc Linh khối xanh. Hai đô giải nhất được trang phục. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Kết quả keo một vừa qua, keo vật leo một nữ vừa qua Triệu Anh Thư ở Thái Nguyên khối đỏ đã bốc nổi được Nguyễn Thị Thơm Hà Nội, cho nên Triệu Anh Thư đã chiến thắng keo vật vừa qua. Chúng tôi xin giới thiệu, đây là keo vật kỳ hai của giải leo nữ. Đô Triệu Anh Thư Thái Nguyên đã chiến thắng Đô Phương Thị Yến Hà Tây theo hai đô vào sân sới. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Trận đấu bắt đầu. Hôm nay em phát biểu trên con trai theo cái lời trẻ 2 triệu đồng. Xin mời các đô vào đăng ký xin theo to. Thank you.
Cao Nhật thì hai lèo một vừa qua, chiều anh Tư Thái Nguyên đã toàn thắng.